đẩy ba kênh các bạn, đấy ba kênh một thương hiệu đến từ uh, Germany, một thương hiệu đến từ Đức, đấy với tất cả những cái gì mà nó hay ho, đấy với cái độ chất, độ uh, chi tiết, độ sắc nét thì con đẩy này của nó có tất tật tật dành cho tất cả các bác đây. Anh em ai đang có nhu cầu chơi gia đình, đấy chơi một cặp loa center, chơi một cặp loa full, đánh cặp này thì đảm bảo cho các bác là rất ok thôi. Một phần vô cùng quan trọng nó là gì ạ? quan trọng là phải rẻ quan trọng là phải ngon đấy và thứ hai là tất cả các bác chúng ta cảm thấy là nó còn là cái thẩm mỹ nữa được cả những nghe lẫn nhìn các bạn ạ à. đó chính là một dòng đẩy với thương hiệu là 3G Audio 3CH các bác nhá con này của nó là con mò A900 ba kênh các bác nhìn cái tay sách của nó này đấy, tất cả con này của nó là em nói luôn là trong quá trình anh em thợ bóc hàng ra và quay video luôn đẩy ba kênh nhưng mà em chỉ để cho các bác với giá rẻ hơn cả đẩy nhái rẻ hơn cả đẩy tàu nếu tiếng không hay âm thanh không đá em xin phép tặng các bác một con làm kỷ niệm sau đó em sẽ làm một cái lễ kết nghĩa anh em với tất cả các bác luôn đó và bây giờ thì từ từ em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác về cái phần à, nội thất ruột gan con này nó chạy mạch gì mà nó đánh ác như vậy thì các bác có thể quay trở lại với à, cái à, phần test nhạc đây đây, một con đẩy ba à, 3G có nha, 3 kênh. Một kênh giữa là kênh center này. Kênh này của nó là kênh loa trợ lời này. Kênh này của nó thì các bác có thể đánh được một cặp loa 25 nhẹ nhẹ ok luôn. Còn hai kênh này thì các bác có thể chơi cho em hiền một đôi loa 40 một đôi loa 30 nhưng mà yêu cầu nếu như mà những dòng loa 40 30 các bác phải chơi loa bãi loa xịn nha. Còn những dòng loa giống, loa rẻ tiền, những dòng loa mà côn tầm khoảng 100 120 loại đấy bì tiếng lắm. Đấy, các bác thông cảm là chúng ta không nên chơi những dòng loa đó mà cứ loa xịn các bác vã cho em hiền. Và như thường lệ, một cái câu nói quen thuộc ở bên kênh Hiền Thanh Âm Thanh Bãi, đá chơi là phải thủy, đá tét là phải khét, đấy, phải căng. Đấy thì em vẫn sử dụng một cặp loa full 42 bát các bác ạ. À. Đấy, con này của nó là hai bát à, 40 côn 76 nhá. Một chiếc kèn 750 các bác ơi. Tức là cái chiếc của nó tầm khoảng 8 cân và em chỉ đánh qua hai kênh chính của con 3G audio này nhưng mà để mà so sánh về tất cả các mặt hàng các sản phẩm các loại đẩy thì con 3G này em không nghĩ với một cái mức giá rẻ như đồ chợ rẻ như đồ vứt đi mà các bác lại cảm thấy âm thanh nó mạnh mẽ nó uy lực như vậy và bây giờ thì không để tất cả các bác chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa em sẽ cho các bác một bản nhạc căng nhất và đánh với cái hiệu suất âm thanh mạnh nhất và sau đó thì các bác sẽ cảm nhận thấy hay thì các bác ủng hộ em hiền một sản phẩm đã tất cả sản phẩm em bao cho các bác là zin đét đánh uy lực tiếng bát nó sâu lắm với một cái công nghệ của đức chắc chắn sẽ làm cho các bác hài lòng nào nhạc lên em ơi <laughs> các bác thấy không đang đánh qua con này đây này, bạn ấy này. Nha. đây là hai kênh chính này đây là kênh phụ này đấy ba kênh hai kênh chính có thể đạt cho các bác là với một cái dòng mạch cò lát hát tối đa là để cho anh em à, với một cái mức giá cực kỳ là hợp lý và bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu cho tất cả các bác đấy các bác nên nhớ là tất cả những hàng bãi đồ xịn các bạn thì nó quan trọng nhất nó phải là cái gì đấy còn khi thế khi nữa khi lắm khi vừa nó không phải là một con số để tất cả các bác chúng ta à nghe cho các bác thấy đâu mà quan trọng là nghe xong các bác phải được tận hưởng các bác phải được nhìn các bác nhá một con đẩy ba kênh 3G. Đấy, 3 g đây ba channel professional amplifier uh, um, ma 900 các bác nhá tay sách này các bác nhìn sang trọng không đấy con này có nó sản xuất toàn bộ theo công nghệ của germany đấy còn nhà máy của 3 g nhà máy của b 3 cái bây giờ các bác biết nó nằm ở đâu đúng không con này thì hiện tại bây giờ nó chạy mạch cò lát và nó có một cái hệ thống vi xử lý cực kỳ là khủng khiếp luôn các bác ạ. Đây. Con này của nó có hai quạt gió, một quạt gió nó nằm ở đằng sau, một quạt gió trợ nhiệt và một bộ vi xử lý. À. con này của nó là chạy mạch cò lát hát các nhá và biến áp của nó các bác nhìn đây biến áp dây đồng dòng này của nó là biến áp 3 u các bác ạ ba u và ở bên trên thì nó chạy cho các bác là bốn con tụ 15.000 mi tức là cái dung lượng tích của nó cực kỳ lớn lý do tại sao đấy, mà nó có thể mạnh mẽ và uy lực được đến mức độ như vậy và rất nhiều bác đang có một câu trả lời à, uh, rằng là đối với mạch cờ uh, lát thì nó chạy bao nhiêu sò các bác ơi các bác thông cảm nhá mạch cờ lát nó chạy bằng phép nó không có sò đâu à, và cái hiệu suất làm việc của nó chủ yếu là do cái hệ thống mạch khiển các bác này hệ thống mạch khiển này này khi mà điện áp nó thấp nó sẽ nâng tầm điện áp Đấy, thấp nữa thấp nữa thấp nữa và nó sẽ nâng lên và các bác nhìn này đối với những dòng mạch còn lắt H, đấy, còn lắt đi, còn lắt tê đi, nguồn điện của nó là vào rất nhiều, Đây, nguồn điện nó vào rất nhiều cấp, nó không phải đơn giản những cái dòng mạch thông thường là nó chỉ có hai cho đến ba cấp điện áp. Con này của nó các bác nhìn này hệ thống dây điện vào này, Đây, và con này thì như các bác vừa nghe em Hiền đánh thử một cặp loa full kép 40 đấy. Bát của nó là bát 40 côn 76 Đấy, một chiếc kèn 750 Mức độ uy lực và mạnh mẽ của nó thì dã man tàn đòi luôn và âm thanh của nó sâu mà nó gọn tiến nó sắc lắm các bác nhá đấy cái này của nó thì uh, nếu các bác chơi ở trong phân khúc vừa phải đấy, thuộc uh, gia đình thì các bác có thể lấy cho em hiền con này đấy có thể chơi được uh, uh, đi làm đám hiếu đấy các bác sách mang một loa monitor hai loa chính ok kiểm âm đầy đủ các bác nhá đấy hoặc là các bác có thể sử dụng để đi làm uh, những cái chương trình sự kiện đấy các bác để làm loa kiểm tra hoặc là đánh những cái loa vừa vừa Đấy còn nếu mà karaoke gia đình các bác chỉ cần kết nối một con vang vào cho em Hiền. Kết nối một con vang vào cho em Hiền là quá là đã đòi quá dã man rồi các bác nhá. Đấy, đây là hai đường kênh chính đây. Đây là đường âm thanh vào đây. Đấy, R L C. Đấy, đường C này của nó đường trợ lòi. Đấy, con này của nó thì em tép tiếng trợ lòi đã ra nhạc rồi. Đấy còn khi các bác đánh hai loa chính các bác đánh vào đây. Các bác nhá. anh em ai chơi được nào Từ 4 cho đến 16 ôm Hai cây chính này công suất mát của nó đạt cho các bác là 450W Đấy. Còn công suất hoạt động liên tục của nó là 300W Nhưng các bác phải hiểu là Đối với những hàng xịn công suất của nó Cực kỳ là cải thiện luôn đó, các bác ạ à. Nhiều con ghi 600, 700, 800W Nhưng mà hàng phách, hàng nhái Đánh lên phát là tiếng nát bét luôn Bởi vì nó không thể chịu đựng được Ở cái ngưỡng công suất lớn Còn đối với dòng này của nó kể cả 3, 400, 500 Nhưng mà nó đánh rất mạnh, rất uy lực Và cái tiếng bát của nó xuống sâu Khi mà chúng ta đánh ở cái ngưỡng âm thanh lớn Còn rất nhiều bác bảo là Test những cái con đẩy này với cái ngưỡng âm thanh thông thường các bạn thì uh, mở những bản nhạc bolero mở những bản nhạc wow. nhẹ nhàng thì nó không có gì là được gọi là cái mùi vị để mà thử sức với nó cả phải chơi những cái loa lớn và phải chơi những bản nhạc mạnh nhất uy lực nhất thì lúc đó các bác mới cảm nhận được là cái độ uy lực độ mạnh mẽ của nó đến mức độ như nào còn đương nhiên hàng bãi nó sẽ có sự sát đôi chút không thể tránh khỏi thì rất mong tất cả các bác chúng ta nhìn đây Đấy, tất cả đều có một cái chân tiện này các bạn nhé có vẫn còn cái, cái, chân đây và có những cái thì nó mất chân thì em sẽ cố gắng kiếm cái chân để lắp cho các bác nhưng mà nhìn chung mặt mũi còn sạch đẹp còn xung quanh nó có sứt sát đôi chút anh em thọ sẽ vệ sinh còn tất cả ruột gan nguyên bản luôn với mức giá em để cho tất cả các bác các chú anh chị trên mọi miền tổ quốc rẻ hơn cả đẩy tàu rẻ hơn cả âm ly nhái 2 triệu 400 nghìn đồng bao ship toàn quốc các bác ơi em không có nhiều đâu chỉ có tầm khoảng mười mấy hai mươi con tháo nguyên cả một khu vui chơi giải trí và đương nhiên với mức giá như thế này rồi tất cả các bác xem chắc chắn một điều các bác không thích không thuê em không lấy tiền đó nha các bác ai thật sự quan tâm có thể lấy à, và gọi điện qua số điện thoại 0923 993 993 Đấy, trên kênh YouTube Hiền Thành Audio chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng độc đặc biệt dị và với những hàng xịn hàng đáp tiền và trong những ngày tới em còn có rất nhiều mặt hàng để tất cả các bác chúng ta lựa chọn. Đây, số điện thoại là 0923 993 993, số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật 0936 522 565 và các bác nhớ giúp em Hiền là tất cả sản phẩm này em bao ship trên toàn quốc. Anh em ai quan tâm thì có thể gọi điện qua số điện thoại và khi các bác gọi không được thì các bác cho em Hiền xin một tin nhắn rằng tôi chốt cái này, rằng tôi chốt cái kia. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh các bác nhá. Xin chào.